Bạn đang tìm một chốn an cư, có không gian sống xanh, trong lành, nằm ngay tại các tuyến giao thông huyết mạch của thủ đô mà giá vừa túi tiền. Với những yêu cầu trên, thì dự án Hoàng Thành Pearl chính là một lựa chọn hấp dẫn bậc nhất thị trường. Nằm ở cửa ngõ phía tây của thủ đô Hà Nội, tọa lạc tại số 55 đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hoàng Thành Pearl chính là một viên ngọc trai đang dần hiện hữu. Trong tương lai, các cư dân tại đây có thể dễ dàng kết nối với hệ thống tiện ích ngoại khu và di chuyển đến trung tâm thành phố một cách thuận tiện nhất qua các tuyến đường huyết mạch như đường Hồ Tùng Mậu, tuyến đường sắt trên cao và đường Vành Đai 3. Với bán kính 1 km quanh Hoàng Thành Pearl, hàng loạt các công trình hạ tầng xã hội đã được hình thành, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của những quý chủ nhân tương lai. 2 km là đến bến xe Mỹ Đình, 700m là đến bệnh viện 198. Bên cạnh đó, một trong những điểm vàng của dự án chính là sự phát triển đa dạng tiện ích cho phép cư dân tận hưởng cuộc sống cao cấp. Concept đẹp, đẳng cấp, mang phong cách ấn tượng cùng trang thiết bị được lựa chọn tỉ mỉ, chăm chút. Các căn hộ được thiết kế chan hòa ánh sáng và thông gió tự nhiên với hai lô gia riêng biệt. Không gian sống tại Hoàng Thành Pearl mang đậm dấu ấn đẳng cấp đích thực từ sự hài hòa các giá trị truyền thống và hiện đại trong thiết kế. Mọi yếu tố sắp đặt trong căn hộ đều được trau chuốt một cách tỉ mỉ nhằm nuông chiều giác quan của những vị chủ nhân tinh tế. Tổng diện tích dự án là 14.786m², gồm một tòa nhà cao 30 tầng nổi với 334 căn hộ chung cư, 3 tầng hầm và trung tâm thương mại cùng 25 căn văn phòng, shophouse. An cư tại Hoàng Thành Pearl, quý chủ nhân không chỉ được sống trong những ngôi nhà, căn hộ chất lượng cao cấp mà còn sở hữu nhiều tiện ích vượt trội nhưng mang giá trị bền vững như công viên trung tâm ngọc trai tỏa sáng, Pearl Shining Park, đường dạo bộ, lối đi massage chân, khu thể dục ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, bãi cỏ dã ngoại, khu BBQ, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng thư viện đọc sách, sảnh lounge sang trọng đón khách, khu bán lẻ và các dịch vụ tiện ích tại 2 tầng khối đế và 3 block shophouse thuộc dự án như siêu thị, nhà hàng, cà phê, spa, hair salon, hệ thống an ninh 24/24 đa lớp với công nghệ quản lý hiện đại, dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế. Một bước chạm tới các tiện ích, vài phút tiệm cận với hệ thống dịch vụ đẳng cấp, Hoàng Thành Pearl được kỳ vọng tạo nên một chuẩn mực mới về không gian sống tiện nghi. Chỉ với 45 triệu đồng một mét vuông, bạn đã có thể sở hữu một địa điểm an cư lý tưởng, hội tụ đủ năng lượng, vượng khí và tài lộc trong hiện tại và tương lai.